Hello, xin chào cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm phần 2 của bộ phim Tiểu thư gặp chị em chồng lắm mưu mô. Mình thấy rất nhiều các bạn xem review ở trên Facebook đang muốn xem tiếp phần 2. Vậy hôm nay mình sẽ làm phần 2 cho các bạn cùng xem nhá. Người đâu? Dẫn đi. Rồi, kịp được loài thì người bố. Tất cả là do tôi xử lý không đến nơi, chỉ vì chút việc nhỏ này, làm kinh động đến Giang Tổng và Phó Ảnh Đế. Hai vị hãy yên tâm, người phụ nữ này, vì chuyện nhỏ này mà làm ầm ĩ. Ở nơi náo nhiệt thế này, tôi chắc chắn sẽ xử lý nghiêm túc cô ta. Đúng là một đống ngu. Cô ấy thực sự đã nói vậy, không phải sao, cô ta còn bảo tôi cút đi ngay. Cô ta chẳng phải là người bị Hắc Gia bỏ rơi sao? Cô ta nghĩ mình là ai? Ngông cuồng cái gì? Nếu cô ta bảo anh cút thì anh cứ cút đi. Phó Tổng, đây không phải là đùa. Chỉ là một phó đạo diễn nhỏ nhoi, lợi dụng quyền lực, muốn tự quyết định vai nữ chính. Anh đang công khai thách thức uy quyền của đạo diễn Phan Nhi phải không? Anh thật sự là rất oai phong. Phó Ảnh Đế, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đoàn phim Dài Đêm của chúng tôi không dùng nổi người như anh. Cút. Phó Ảnh Đế. Đụng nhầm người rồi. Sao lại thế này chứ? Phó Ảnh Đế và Giang Tổng, tại sao đều đứng về phía Giang Vãn vậy? Cô ta có thân phận gì? Chị dâu đừng sợ. Phó Ảnh Đế, là chuyện của đạo diễn Trương đó. Chị dâu tôi thật sự không biết chuyện này. Anh đừng trách cô ấy. Thay vì lo cho cô ta, cô nên lo cho chính mình thì hơn. Giang Tổng nói vậy là sao? Vừa rồi em gái anh làm vỡ chiếc vòng tay. Đây là món đồ độc nhất vô nhị, trên thế giới chỉ có một cái. 80 triệu là còn ít, định ngá đã hơn 100 triệu rồi. Cái gì? Cực phẩm đế vương lục, lại còn độc nhất? Sao có thể thế được? Sao? Cô đang nghi ngờ tôi sao? Không phải Giang Tổng, ý tôi là sao ông có thể đưa một chiếc vòng quý giá như vậy cho Giang Vãn? Có lẽ ông không biết Giang Vãn, cô ta chỉ là một cô gái quê mùa từ nông thôn, hơn nữa còn bị Hắc Gia đuổi đi. Cô ta làm sao xứng đáng với chiếc vòng quý giá như vậy? Tôi biết rồi, cô ta lừa ông, cô ta quyến rũ ông. Giang Vãn, Giang Tổng người cô không thể chọc vào. Hơn nữa ông ta đã có vợ con rồi, nếu cô thiếu tiền, cô có thể nói với tôi, cô không nên vô liêm sỉ phá hoại gia đình người khác. Đến mức này rồi, cô còn không thừa nhận. Cô luôn như vậy, làm khổ Nhược Vân cô cũng không nhận. Bị tôi bắt quả tang còn cãi bướng, nhưng sự thật đã rõ ràng rồi. Nếu cô không phải bán thân mình, thì làm sao cô có thể đeo chiếc vòng đắt tiền như thế? Và làm sao cô vào được nơi này? Im ngay. Hắc Tổng đã kết hôn 3 năm, mà lại không biết rõ vợ mình như thế nào. Nói thật với anh nhé, chiếc vòng đắt tiền này, trên thế giới chỉ có cô ấy đeo được. Ở những dịp như hôm nay, cô ấy muốn vào thì vào, bởi vì thân phận thực sự của cô ấy là... Thân phận thực sự của cô ấy là... Lôi họ ra ngoài. Ở đâu có tôi thì không muốn thấy họ. Hôm nay tôi đã được chứng kiến người Hắc Gia đối xử với tôi như thế. Tôi luôn nâng niu cô ấy. Ba, không cần phải tức giận với họ như vậy. Họ đã cắn chúng ta một phát. Chúng ta không cần phải phản ứng lại như chó cắn. Vãn Vãn, càng ngày càng biết mắng người. Chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua. Ba đã cắt đứt liên hệ với Hắc Gia rồi. Các ngân hàng lớn khác trên thế giới chắc cũng đã nghe được tin này. Không quá một tháng, dây chuyền tài chính tập đoàn Hắc Thị sẽ gặp vấn đề. Dám làm phiền con gái của ba, để xem hắn còn cười được đến khi nào. Thôi, không nói những chuyện không vui nữa. Giang Vãn, thực ra tôi muốn nói với cô điều này. Tôi đã chuẩn bị một món quà. Quà thay thế. Đại lão, mọi người nhìn kìa, người mặc áo hở bụng kia, hình như là nhà tạo hình người Hoa, nổi tiếng nhất Hollywood. Người cao giáo đẹp trai kia, tôi đã thấy trên tạp chí. Người phụ nữ đó chắc không phải là nhà sản xuất danh tiếng nhất. Tống Thanh Ninh, người mặc đồ xanh kia tôi biết, ông ấy là nhạc sĩ, có uy tín quốc tế cao nhất. Tô Giật, đại lão tôi nhớ cô quá. Chào đại lão, lâu rồi không gặp. Chào đại lão, lâu rồi không gặp. Chào đại lão, lâu rồi không gặp. Sao mọi người đều đến đây vậy? Là Phó Ảnh Đế gọi chúng tôi đến. Phó Ảnh Đế, tôi có thể ăn anh, hay làm gì anh chăng? Sao anh cứ tránh tôi vậy? Tống Chế Phiến, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách. Được rồi, đại lão, cô thật là không đủ nghĩa khí. Đã quyết định rồi, muốn trở lại giới điện ảnh, sao không báo tin lớn như vậy, cho chúng tôi biết. Bây giờ mọi người đều là đại ca trong ngành, tôi không muốn làm ồn ào. Đại lão, nếu không có cô, chúng tôi không có ngày hôm nay. Nếu cô muốn trở lại, chúng tôi đương nhiên ủng hộ. Đúng vậy. Tiểu Phó làm việc vẫn đáng tin cậy. Chúng ta về thôi. Đi. Dám cản đường Nhược Vân, tôi không quan tâm anh là ai, tôi cũng sẽ không để anh yên. Chị dâu, cảm ơn chị nhiều, giúp em làm anh trai chuyển sự chú ý khỏi cái vòng tay, nếu không em thật sự phải vào đồn cảnh sát. Em là em gái chị, tất nhiên chị phải giúp em rồi. Cảm ơn chị dâu, hóa ra chị cố ý. Anh sao có thể trách chị dâu được, chị dâu cũng chỉ là để giúp em thôi. Chỉ có thể trách Giang Vãn đã hại em. Thiếu gia, có chuyện không hay rồi, bên ngoài có mấy cảnh sát đến, nói Tam tiểu thư cướp bóc làm tổn hại tài sản của người khác, số tiền lớn, phải đưa cô về đồn cảnh sát để điều tra. Giang Vãn này định thế nào nữa đây? Cô ta không lẽ thật sự muốn đưa em vào đồn cảnh sát sao? Lúc đó em nên đánh chết cô ta, để cô ta không thể ra khỏi nhà. Em còn đánh cô ấy. Không phải đâu, anh à, em cũng không làm gì cô ta mà, toàn là cô ta cố tình khiêu khích, anh chẳng thấy hết rồi sao? Cô ta còn tát em một cái nữa. Im ngay. Chuyện ở bữa tiệc, bạn của tôi đều kể tôi nghe rồi, rõ ràng là cô và Nhược Vân đã sỉ nhục Giang Vãn trước, cũng là cô động thủ trước với Giang Vãn, cô ấy mới phản kháng lại. Mẹ, sao mẹ có thể nói giúp cô ta chứ? Tôi chỉ giúp lẽ phải. Hắc Thanh Thanh, nhìn xem cô bây giờ, đâu còn dáng vẻ thiên kim hắc gia nữa. Ngông cuồng kiêu ngạo, muốn làm gì thì làm. Còn cô nữa Nhược Vân, tôi luôn nghĩ cô dịu dàng hiền thục, không ngờ cô luôn giúp Thanh Thanh làm những chuyện này. Tôi không thể tưởng tượng được trong 3 năm qua, hai người đã làm khó Giang Vãn bao nhiêu lần. Anh hung dữ cái gì chứ? Nói như thể anh đối xử với cô ấy tốt lắm vậy. Tôi... Sao cô lại độc ác như vậy? Trong thẻ này có 100.000. Cô cầm tiền rồi đi đi. Trong 3 năm qua, tôi thực sự chưa bao giờ đối xử tốt với cô ấy. Các người, sau này đừng gây sự với cô ấy nữa. Anh... Tôi đã khó khăn lắm mới đuổi được cô ta đi. Tôi tuyệt đối không cho phép anh lại nghĩ về cô ta. Chiếc vòng ngọc hòa điền này, dù không bằng ngọc lục bảo hoàng đế, nhưng là vô giá trên thị trường. Anh dùng 5% cổ phần của tập đoàn Hắc Thị để đổi lấy. Thực sự muốn bồi thường cho phu nhân sao? Tôi đã để cô ấy chịu ủy khuất, bồi thường cô ấy là điều nên làm. Anh, tôi còn có việc, không có thời gian với cô. Em biết anh có việc, anh muốn đi tìm Giang Vãn, anh muốn đi tìm cô ấy, nhưng chưa chắc cô ta đã có thời gian gặp anh. Anh xem cái này đi, video này đang lan truyền trên mạng, mọi nơi đều nói rằng Giang Vãn vì tiền trở thành tình nhân của Giang tổng. Em đã nói rồi mà, cô ta và Giang tổng có quan hệ gì đó, nếu không con người như cô ta có tư cách gì mà tham gia hội chợ thương mại Trường Dạ chứ, lại còn mang theo chiếc vòng tay quý giá như thế. Hóa ra đều là đồ bán được. Thiếu gia, vậy cần liên lạc với phu nhân không? Không cần. Còn nữa, đừng gọi cô ta là phu nhân. Chị Triệu, làm tốt lắm. Nhớ mua thêm nhiều tìm kiếm nóng, lan tới Giang phu nhân. Lần này thì Giang Vãn chết chắc rồi. Hôm nay thật là, nhờ có ảnh đế phó, chúng ta mới đoàn tụ với lão đại. Cạn ly nào. Đúng là ảnh đế phó thật. Ảnh đế phó, chúng tôi là fan của anh. Không ngờ gặp anh ở quán bar. Có thể mời anh một ly không? Xin lỗi nhé, tôi đang ăn tối với bạn bè. Không tiện lắm, cảm ơn. Được rồi, không sao. Ồ, hai cô gái xinh đẹp như thế, chủ động tiếp cận, ảnh đế phó, cũng thật là, quá lạnh lùng rồi, ha ha. Tôi không hứng với phụ nữ khác, vậy anh nói xem, anh hứng thú với ai? Tôi thì... Thôi được rồi, chúng ta mau chơi trò chơi đi, nào, nào, chuẩn bị bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên. Lão đại nhanh lên, chị và ảnh đế phó, chúng ta sắp thua rồi. Đây chơi trò là bỏ đá vào miệng nhau các bạn. Điểm. Lão đại và ảnh đế phó thật sự là rất hợp nhau. Này, mọi người nhìn kìa, mặt lão đại đỏ lên rồi. Tôi phải nói rằng, nếu tìm một người đàn ông phù hợp với lão đại, thì chỉ có thể là ảnh đế phó thôi, đúng vậy. Tôi và Hắc Lăng Hàn vẫn chưa ly hôn, hơn nữa, tôi và Yến Xuyên chỉ là bạn bè, nếu các cậu còn làm ầm ĩ, thì sau này tôi không dám đi chơi với các cậu nữa đâu. Nào nào, uống rượu, uống rượu. Tô Giật. Cái gì? Há miệng ra. Ôi giời, đến chịu rồi đấy. Ảnh đế phó, anh định làm gì vậy? Đến chịu có ông này. Ông này đang tức vì cái... Mùi vị không tệ đâu. Tôi đã nhìn thấy gì đây? Vừa rồi ảnh đế phó nói đều là thật, anh ấy đối với phụ nữ hoàn toàn không có hứng thú, bởi vì anh ấy không thích phụ nữ. Thảo nào hoạt động giải trí, bao nhiêu năm nay không có một tin đồn nào. Tôi với Yến Xuyên quen biết bao nhiêu năm nay, không ngờ anh ấy còn có bí mật nhỏ này. Muốn làm cho em yên tâm, chỉ có thể dùng cách này thôi. Tôi không còn trong sạch nữa. Anh khóc cái gì mà khóc? Tôi muốn còn không được. Người nên khóc phải là tôi mới đúng chứ. Đúng vậy. Lão đại. Lão đại. Ảnh đế phó là người đồng tính, thì anh ấy nên thích loại như tôi mới phải chứ. Phải, phải. Nào nào uống rượu. Cậu uống say rồi, nếu không thì cậu ở lại phòng này. Qua em nhé, lão đại. Hôm nay chị vất vả rồi, ngủ với tôi đi. Lão địa chỉ đi đâu vậy? Ngủ đi, ngủ đi. Ngay cả tên trẻ dễ thương này, em cũng làm tổn thương. Sao vậy, đàn ông già không thỏa mãn em? Hắc Lăng Hàn, anh điên rồi à? Còn chối cãi. Tôi đây đều là tận mắt chứng kiến. Tôi tận mắt chứng kiến. Nói đủ chưa? Đáng tiếc là tôi đã nghĩ, Nhược Vân và Thanh Thanh, nợ em, cố tình đi, mua cái vòng tay mới, để bồi thường cho em. Không ngờ em, lại cho tôi một, bất ngờ lớn như vậy. Giang Vãn. Thật sự làm tôi thất vọng. Anh trả vòng tay cho tôi, cũng có ích gì. Cái vòng tay bị vỡ đó, đối với tôi mới là vô giá. Vòng tay dù đắt đến đâu, cũng chỉ là một viên đá. Thanh Thanh là em chồng em, làm sao em có thể tàn nhẫn đến vậy? Chẳng lẽ em muốn thấy em ấy vào tù sao? Bây giờ anh mới nhớ, tôi là người nhà của anh sao? Hát Thanh Thanh giờ mới nhớ, tôi là chị dâu của cô ta sao? Các người thật thú vị. Tôi biết em bị ấm ức, nhưng Thanh Thanh còn nhỏ, em đấu gì với em ấy chứ? Hắc tổng, trí nhớ anh không tốt phải không? Tôi cho Hắc Thanh Thanh cơ hội rồi. Là em ta không biết quý trọng. Rõ ràng là em gian dối lăng nhăng. Tôi đã không tính toán với em rồi. Em muốn ép tôi đến bước này, em không thấy quá đáng sao? Rõ ràng là anh với Bạch Nhược Vân không rõ ràng. Anh lấy quyền gì mà nói tôi tôi với Nhược Vân là trong sạch. Đều là em suy nghĩ lung tung. Được thôi. Nếu là tôi suy nghĩ lung tung, vậy tôi hỏi anh, nếu quay ngược thời gian, về ngày ở bể bơi, anh vẫn sẽ không cứu tôi để cứu Bạch Nhược Vân sao? Sao em nhắc chuyện đó nữa? Bởi vì tôi ấm ức. Tôi yêu anh 3 năm. 3 năm tôi đã hy sinh. Chỉ vì ngày ở bể bơi, khiến tôi trở thành một trò cười hoàn toàn. Tôi không ngờ rằng, trong mắt anh, tôi thậm chí không bằng một người ngoài. Hắc Lăng Hàn, tại sao anh lại khiến tôi sống trước mặt anh, hèn mọn như thế này? Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3 nhé. Vâng, phần 3, các bạn thấy thêm chồng của cô tiểu thư này có khốn nạn không? Cứ nghĩ là bây giờ đi mua cho cô ấy một cái vòng tay đắt giá để có thể là bù lại cái vòng tay mà bà nội của cô ấy để lại cho cô ấy, mà ông bố của cô ấy đã tặng cho cô ấy đeo. Cái mà cô tiểu thư là cần đó chính là cái kỷ niệm, nó giống như một cái vật kỷ niệm của bà nội để lại. Đấy, chứ không phải là so sánh về mặt tiền bạc. Đấy, một thằng chồng ngu ngốc này nó cứ nghĩ là một viên đá, một viên vòng ngọc bằng đá cũng chỉ là một viên ngọc bằng đá thôi. Bây giờ cứ đi mua một cái viên vòng ngọc đắt tiền nhất để bù đắp lại cái viên ngọc vỡ. Người ta đâu cần thiết là tiền đâu, người ta cần đó chính là cái kỷ niệm của người bà nội của cô ấy để lại thôi, đúng không các bạn nhỉ? Thật sự là không thể chấp nhận được ông chồng thế này. Rồi phần sau sẽ rất là hấp dẫn rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Các bạn hãy cho tôi một like, một đăng ký kênh nhá, để tôi có thể động lực làm tiếp phần 3 một cách nhanh nhất có thể cho mọi người cùng xem.